Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Hyundai Santa Fe. Chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi phân khúc cỡ D của bên nhà Hyundai mà trong video ngày hôm nay. Thời điểm dịp giữa của tháng 7 năm 2023 này, Top Car VN sẽ cập nhật đến với quý anh chị các bạn chính sách giá bán khuyến mại tại thời điểm này tốt nhất dành cho từng phiên bản của Santa Fe. Cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh mới nhất đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm theo dõi về chiếc xe này. Santa Fe thì ở phân khúc cỡ D, nó đang cạnh tranh với cả Kia Sorento, đang cạnh tranh với cả Toyota Fortuner hay là Ford Everest. Hiện tại thì đang có tổng cộng là 4 sự lựa chọn về Santa Fe: bản xăng cao cấp, bản xăng tiêu chuẩn, bản dầu cao cấp và bản dầu tiêu chuẩn. Trong đó thì máy xăng sử dụng động cơ 2.5 Smart Trim, chiếc xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Thế còn máy dầu thì sử dụng động cơ 2.2 Smart Trim với hộp số tự động là 8 cấp. Vậy thì tại thời điểm này, cái chính sách cụ thể của Santa Fe, một cái chiếc xe đang được ưu đãi về giảm 50% lệ phí trước bạ như thế nào thì mình xin phép cập nhật như sau. Đầu tiên là về chính sách chung. Trong cái tháng 7 này, anh chị chúng ta lấy phiên bản nào của Hyundai Santa Fe, lấy ở đại lý nào cũng được, nếu như mua trả thẳng sẽ được tặng một cái camera hành trình. Đây là chương trình của bên nhà máy anh chị nhá. Chương trình của bên nhà máy, lấy bản nào lấy ở đâu cũng được tặng camera hành trình. Thế còn anh chị mà chúng ta mua trả góp sẽ được mức lãi suất ưu đãi trong một năm đầu tiên, rơi vào đâu đó là 0.82 trên một tháng theo cái phương án trả góp. Đó là về chính sách chung. Thế còn về chính sách cụ thể từng phiên bản thì đầu tiên là bản xăng tiêu chuẩn của Hyundai Santa Fe. Tại thời điểm này thì bản xăng tiêu chuẩn số lượng xe rất là ít, đâu đó lác đác và cũng không phải là đủ màu. Nhưng mà mình vẫn cập nhật với mức giá niêm yết là 1.055.000.000 đồng. 1.055.000.000. Tại thời điểm này đại lý giảm về tiền mặt là 60.000.000. Giá của bản xăng tiêu chuẩn còn 995.000.000. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó là 1.050.000.000. Ở Hà Nội là 1.080.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh là 1.070.000.000 đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 1.050, Hà Nội là 1.080 và thành phố Hồ Chí Minh là 1.070.000.000 đồng. Giá niêm yết của xe là 1.055, đâu đó lăn bánh ở tỉnh có 1.050.000.000 đồng. Coi như chúng ta giá niêm yết như thế nào thì bán giá xe như vậy đúng không ạ? Thậm chí lại còn thấp hơn luôn. Anh chị mà chúng ta mua trả góp bản xăng tiêu chuẩn này, ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 253.000.000, Hà Nội tối thiểu sẽ là 284.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 273.000.000 đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 253, Hà Nội là 284 và thành phố Hồ Chí Minh là 273 theo phương án trả góp để lăn bánh được bản tiêu chuẩn máy xăng của Hyundai Santa Fe. Trả thẳng thì được tặng cái camera hành trình, trả góp thì có mức lãi suất ưu đãi trong một năm đầu tiên. Ngoài ra thì bên đại lý vẫn có những cái chính sách giá tăng cường về quà tặng phụ kiện hay là thẻ bảo dưỡng dịch vụ anh chị nhé. Tiếp theo là bản xăng cao cấp của Santa Fe. Vừa rồi là bản tiêu chuẩn, bây giờ là bản cao cấp. Bản cao cấp này thì đủ màu, giao ngay vào luôn. Với mức giá niêm yết là 1.275.000.000 đồng, 1.275. Tại thời điểm này đại lý khuyến mại hơn 90.000.000 đồng khi mà các bạn lựa chọn về bản xăng cao cấp này. Giá bán đâu đó có 1.185.000.000 đồng thôi. Vậy thì xăng cao cấp lăn bánh ở tỉnh sẽ là 1.250.000.000, ở Hà Nội là 1.283.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh là 1.270.000.000 đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 1.250, Hà Nội là 1.283 và thành phố Hồ Chí Minh là 1.270.000.000 đồng để lăn bánh bản xăng cao cấp. Thế còn trả góp bản xăng cao cấp này, ở tỉnh đâu đó sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 302.000.000, Hà Nội tối thiểu sẽ là 337.000.000 và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 322.000.000 đồng anh chị ạ. Tỉnh là 302, Hà Nội là 337 và thành phố Hồ Chí Minh là 332 với máy xăng cao cấp của Hyundai Santa Fe, một cái phiên bản mà trong thời gian vừa qua cũng rất nhiều anh chị khách hàng khi mà chúng ta lựa chọn về cái phiên bản này. Tiếp theo bây giờ sang phiên bản máy dầu. Vừa rồi là máy xăng, bây giờ sang máy dầu. Đầu tiên là máy dầu tiêu chuẩn Santa Fe, máy dầu tiêu chuẩn. Máy dầu tiêu chuẩn đang có mức giá niêm yết là 1.155.000.000 đồng. Với phiên bản này thì số lượng xe cũng rất là ít. Thực ra là bản xăng hay bản dầu tiêu chuẩn thì số lượng xe rất là ít luôn. Có những cái màu mà anh chị chúng ta có khi là phải ký chờ. Giá 1.155.000.000 thì hiện tại đại lý đang bán là 1.090.000.000. Như vậy đâu đó giảm 65.000.000 dành cho anh chị luôn. Vậy thì dầu tiêu chuẩn lăn bánh ở tỉnh là 1.150.000.000.
ở Hà Nội là 1 tỷ 180 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 170 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 1 tỷ 150, Hà Nội là 1 tỷ 180 và Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 170 với 7 chỗ ngồi, máy dầu tiêu chuẩn của Santa Fe. Trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 277 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 308 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 297 triệu đồng anh chị nhé. Tỉnh là 277, Hà Nội là 308 và Thành phố Hồ Chí Minh là 297 với máy dầu tiêu chuẩn của Santa Fe. Tiếp theo sang cái phiên bản cao cấp nhất, bản đắt tiền nhất và cũng là phiên bản mà mình thấy là nhiều người lựa chọn nhất, bản máy dầu cao cấp của Santa Fe. Máy dầu cao cấp thì hiện tại đang có mức giá niêm yết là 1 tỷ 375 triệu đồng, 1375. Tại thời điểm này đại lý cũng khuyến mại đâu đó gần 90 triệu khi mà lựa chọn về bản dầu cao cấp này. Và sau khi trừ đi chương trình khuyến mại như vậy thì mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh của nó là 1 tỷ 360 triệu, ở Hà Nội là 1 tỷ 394 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 1 tỷ 380 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 1360, Hà Nội là 1394 và Thành phố Hồ Chí Minh là 1380 với máy dầu cao cấp của Santa Fe. Trả góp bản máy dầu cao cấp này ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 323 triệu, Hà Nội tối thiểu sẽ là 358 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 343 triệu đồng anh chị nhé. Ở tỉnh là 323, Hà Nội là 358 và Thành phố Hồ Chí Minh là 343. Đây là 4 phiên bản của Santa Fe hiện tại đang phân phối trên thị trường Việt Nam với 4 cái chương trình khuyến mại cũng như là cái chương trình về quà tặng mà Top Car VN vừa cập nhật. Nếu anh chị chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử về Hyundai Santa Fe, hãy gọi cho cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái màn hình này. Ở miền Bắc thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam thì nhờ quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam để có thể cập nhật chính sách giá khuyến mại tốt nhất tại thời điểm mà chúng ta có nhu cầu làm hợp đồng và đặt cọc. Và cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh khi có bất cứ sự thông tin nào về giá khuyến mại Top Car VN sẽ cập nhật ngay và luôn. Xin chào ạ.